mang cái đỏ gái luôn. Đấm rồi này. Ô, thẳng cái chết toi luôn. Em muốn đấm rồi đó. Rồi tôi mình đánh cho bà con người. Không nữa nè. Thank you.
kiểu xương lâm giật mã đấy. Điệu thay đổi nó cũng phù ứng. Con trai rồi bố.
chóc là chi? Mấy ngày mới chảy lần. À thật đấy chứ. Nó phép chi cứ cứ kèo kèo đi cái là không như nó mồ mà nhiên lên thì bột luôn. Mấy con chó này trông mấy này cái này. Bác Mai à? Ừ.
mai mai mô bác mai phải đi được mai mô ô con nhiều bác mai lắm à? Nhiều bác mai lắm bác mai mô là 20 ngân hàng bác mô đi ngân hàng nhiều bác mô ngân hàng nhiều mấy đứa không ấy đang đang chuyện nấu rau mài không nấu rau mài không môi mà nhìn thay cả môi đang trong nhà đấy mình cũng không mở mắt ra được đâu không có gì tự tìm mà cứ hỏi nhìn nghe nghe đừng thay nên là cứ hỏi hỏi vừa giúp thịt mà vừa bốn bài đáng gì mà lời quá nhiều tôi hơi máu tôi đập đập đấy ngu à lên nhưng mà lên đây lên không biết có hiểu cái gì không mi nữa lên giữa nào chóng mặt cái thẻ ngân hàng
nó bạc gần ra đi buộc. Vâng, vâng, từ từ mẹ. Nhớ đi chạy. Quần cũng không thấy chứ. Quần qua mẹ mới mặc rồi lại. Quần lót. Ôi trời trời mẹ ơi. Ơm đợi. Không mặc cái không. Ôi mẹ mới còn mẹ cuối cùng. Đủ à? Rồi chứ tôi để bay để đó. Vất là ai vất gì? À. Đó. Không biết không biết mà. Rồi, chỉ cái cây giúp tiền mà ngay gần hàng cái gì.
trong vừa đó nha. Không còn đâu. Áo mi lịch bà. Áo con mặc đó. Mi mặc mà người mi nhỏ tao kìa. Vâng. Mặc lên nào hả? Áo được chưa mặc thì không luôn. Đâu nó dài chục rồi. Thì mặc mua thì con bê đê rồi. Bê đê thì đúng. Mà giống như mấy cái thằng đi mua, đi mua, đi mua, đi mua bê đê rồi. Ờ, mà chị đâu? Không. Mặc thôi, bỏ không phải, bỏ. Ôi trời ơi.
không, 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 come, 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 done.
cũng thôi. Vô Bạn sẽ được giải quyết trong 1 phút 30 giây. Nhau cả lên Shopee. Chỗ nào thì không có không đói đấy. Tôi lấy thì tới gần yên. Tháng phút nữa mình sẽ khả ăn. Tập quần áo, rửa bát, lơ gặp ra, quét sân, quét vườn, chặt lá, néo bơ, hết.
chi bố mặn đi để con tha ăn cho. Còn toán mẹ cho thấy xích của cái gì cả đứa nó chết chết ra để hết đứa nó cái gì bát ông mà bát lào
Bố vào không? Thank you.
bố rửa mấy nữa thôi à bố? Vâng. Dạ. Cắm luôn à. Xong sẽ mặc áo. Mặc áo.
Nắng chu trà xanh nắng
Thank you.
chỉ ngô đi chứ. Con mẹ nó bay đến mà. Mày cũng con mồ thay gì đi. Mấy mẹ biểu con đi.
tươi. Dạ. Vâng, mụ được hết rồi. Điều đây, ngồi đây mẹ ạ. Đây này. Ôi trời. Đánh con chó nên đã buồn. Đây ghế này thì tao ngồi chứ. Ngồi quay lên đi con xé mặt này. Đi này. Quay chồng ra cái tỏ này. Đó. Lắng. Cái điện xoay cho em vô nhà lấy cảnh trài mà ngồi đây này, nó ngồi đây này, bỏ vào trong đây này, nó ngồi cột đây này, đi bị hầm con bật quạt cho đúng nè, mặt mùa đó, nó mặt gì đúng chỉ để gì tại đây này. Sáng không phải lấy xa ra, lấy gần nó làm chi? Gì lấy xa ra, xa quá không thấy mặt. Nó tươi xanh vậy. Ra đây mà. Thôi tao không ra. Ôi gì? Được rồi. Lắm. Đi ra chỗ cái cân này này. Ra cân đi, ra cân. Cân lắm, tục quá rồi. Đấy, ngay đó, ngay đó. Ôi trời, nhìn như bà vàng nữa. Nhìn như bà quận. Tay thay con. À. Đúng rồi, tôi đưa tay cho. Bà Linh không biết được con. Ờ, là. Quận của mình. Mới ăn là thấy xong.
sữa ấy. Hay là luộc thịt cũng được. Hay là răng màn như gì? Chị tìm đi rồi. Trong cái giá. Qua ấm nước sôi đó. Đi rồi. Đó, đi rồi. Đi rồi. Ui, đi rồi. Bắt cổng hết lên. Đem nhạc thân vô hết. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Giờ nó chỉnh. Còn xong là ô, ô. Rồi. Đó. Chịt rồi. Bỏ đây mình rửa dây. Được rồi. Mít mít cần mít và mít gỗ mít mít quả mít cậu nhỉ cũng mày chi cũng biết không cái chiên như mày nó một người mình chỉ chín rằng không luôn này ba cục xương này mình lớn rồi anh lấy cho anh ngậm nước anh lấy cho anh lớn nha bỏ anh lớn cho em ngậm nước cho thêm nước không bỏ nước rồi trong tê nước sôi tê cái chuột này thêm tí bỏ tí sôi trong tê đầy tê tông cắm rồi đó phè ăn được cái gì nữa anh lớn cho em bận nước anh lớn cho em xin ngụm nước người đã bị tai nạn lần rồi mà đi xe như tên lửa chốc tay không đội mũ bảo hiểm chết cứ bị cái khẩu trang đi cả hai cứ vòng vèo nữa cây không hết nhỉ không hết đâu nữa thôi to nhỉ có 8,000 8,000 à? 8,000 thôi xào rồi mà làm hết rồi. Ăn chịu cơm. Ông mang củ tỏi cũng chứ. Xào củ tốt hơn. Hay là một cái xào đó. Ăn bỏ mít ra một sao mình chưa ở đây cứ to ăn với em không? Cứ phải đông người tập trung đến thì bổ ra ăn. Hoàng mít. Vừa 7 cân. Cân giấy to 7 cân vâng. Sau đó là tập trung ăn uống đây rồi lại bổ ra cho mỗi người một miếng còn bộ ăn quay ôi mẹ cũng cái người đã giết lại con đút lọt bình thường bỏ vào cái thùng ấy mặn là ngu thì cứ đi mặn mô vứt đơ luôn rồi học xong cái cuốn sách với bút vứt luôn rồi đốc bộ nó tông kèo luôn đốc lộ tông chá lặt đấy mảnh mới nhỏ trong cái mảnh tí chung gọn gàng con mảnh ngô cắt đơ hạ ngô cắt đơ không có để uống hết không động cửa còn muốn nấu còn nấu có chung nấu không được mà mảnh
cái còn lại được con tôi đi lại ra mình rửa lọ này. Thôi để tôi rửa. Rồi để tôi rửa lên cái mảng ở đây con. Chờ hân chủ yếu là không mảng việc thân. Thôi, chết lên chứ. Nhả bố không thích nhả. Cho bác sợi vàng mà. Kinh nhỉ, đây là vàng mà anh. Kinh nhỉ, à đeo đợt tay Ôi dồi. Ôi
đứng nhắc người đi. Nghe đi. Khổ khèn đi này. À. Vâng vâng vâng. Chẳng đi ăn cơm xong với lại chẳng đoán cất luôn. Chẳng đi ăn. Ê, không mưa được gì. Không mưa được gì, sớm mưa rồi. Mưa. Trong cái này ăn xôi để cho nó lưu diêu đấy thôi. Okay. Thôi kéo không? Ừ. Lên nhà ngồi nấu. Lấy mấy củ tỏi đi. Bố lên nhà nấu đi. Ở bên nhà nấu cho. Mấy bữa mà tao không còn cái quần mua mặt. Chắc tìm tìm hoa mặt. Thế anh em cứ cho tao một cười à? Ừ. Xấu tính. Đây, tuần này không mặc gì. Đây, cho cả mít này à. Tớ gọi cháu không? Bật mày. Bật mày. Bật mày. Bật mày. Bật mày. Bật mày.
trời ơi, vàng ở nước mô một kinh chứ bay. Đeo đỏ tay. Sáng nay còn phải đem cái tủ lên đây còn chết ở đây. Nắng. Ông kín rồi. Không. Để gác tạm mà ông nắng. Cái gì thả mà mày biết cái gì mà. Ý là con gác tạm nó củn lên đôi. Thằng bên tay lên tấm thì mà nứt bên tay. Để nó cô với thằng bên tay sao. Trời ơi, trình độ đúng không ạ? Trình độ cao lắm, đùa. Thôi mình răng nó lại thốt ở đâu nữa. Là vì răng cái nước của cái ở trên đây nó chẳng dần dần, nó cứ mòn dần đi đó. À, cái thức con không vậy? Con đó. Con đó. Mình thấy ở mùa. Mèo có thấy không? Mèo thấy bố mèo ở trong nhà ấy. Ê, nhạc hiệu lớn vô ngài. Vô ngài ông. Vô ngài ông. Vô ngài không á? Vô ngài không? Dần dần một mình cũng nói tiếng này. Thế dương mình đang vô ngài. Mày thằng mô tê con rớt liền. Trời ơi, thì nói tao nói gì chi mình chả không nghe. Tiếng ai tỏi. Ừ, mình đang nói chơi đi. Mày nói chơi đi nhá. Chơi lắm rồi. Đó đang quay đứa mô đó. Em đẹp không? Đứa mô mà ử đẹo ấy. Mẹ ăn cũng đứng lên quay lớn không à? Ô cào. Quay từ đứa lên trên đứa cho cào. Ôi mẹ ơi. Xong rồi. Xong rồi. Hảo. Hảo. Rồi hết rồi. Hết rồi. Còn gì nữa đâu? Gì đâu. Tôi bơi rồi. Bơi đây rồi. Đâu đâu đâu. Bơi đây. Lại tiếp. Mày tiếp đi. Mày tiếp em. Đâu. Lấy màu. Không chạm chế là hư mất. Màu lên. Trời tuột rồi. Đùa, thớt mù không? Chắc chờ mà anh tìm thấy tí thớt nha. Tí thớt. Ai chứ bố mẹ ngồi trong bếp đi chứ. Không đấy không? Đó, sập hết rồi trời. Đó, trời ơi. Em mà ngồi chỗ con trai thì mẹ ăn cất rồi. Được chưa? Bỏng chứ luôn, chưa hết. Cái tên màn hai lần. Màn lẽ hai lần. Bắt con này. Đó, này được chưa? Điệp lắm. No chưa? Bạn này không đủ bê tông nữa cái gì. Bê tông cái gì? Bê tông á, nên sụt hết không cãi gì. Anh có độ lún xù. À đấy, thật. Vẫn không thấy à? Ôi trời, cho nên cái thảm nó đúng rồi. Anh không thông là nữa đó. Nhìn xa trông rộng, người ta cứ nhìn xa, trông rộng. Nó nhìn xa trông thì rộng. Thì nhìn này. Con nhìn xa chứ con không nhìn gần. Mới đầu tiên là mình nhìn ngay thì mình thấy hết này. Mà mình lại cứ bò bò ở trong cái bàn tay mình đấy thì thấy không? Nhìn xa thì nó khuất trong không tưởng ra mà thấy được. Bên cạnh cái mít thì đẹp này. Đẹp, sáng trưng. Đây chạm được làm việc này. Này, quả mít này. Quả mít thằng nào? Việt bổ ra ăn chá, ngọt lắm đấy. Chỗ dêm dẹn mơ hơi chưa. Đang hát mẹ yêu chả. Này. Chỉ khẳng đâu buồn đâu cũng hát. Đó, đâu xong thì cái da lại lên. Gà vào chuồng rồi. Đó, mình đi đó. Đó, đen xì đó. Đen xì đó. Ừ, đó. Đen xì, con gà vào ngay. Vào ngay. Không bác đập. Bác ạ. Vừa mắt. Bế mắt. Cười. Bay ơi. Bay ơi. Ôi, nhà chú Phú xong đẹp lắm. Xem xin cái cân mình một cái.
già rồi. Giống bên tê này, bọc cái này. Cái gì đó bạn như thế sâu luôn luôn biết rồi. Năm sâu. Không biết. Bị mưa nó dập như thế chứ. Xuống không? Xuống không? Muốn gì lên đụng hết này này. Chán cũng luôn rồi. Chán lông như lông khỉ luôn. Kí nó. Lông mày lông mi chi là cá mày quẳng. Lông mày lông mi chi là lông cái là lông. Lông mẹ hệt thôi. Thằng gì giống hệt bố. Thì giống nhỉ. Từng cái nhắc chân nó đúc tại đúc quần nha. Chân đi em đứng cũng là nghẹo chứ nè. Trời ơi giờ muốn tại. Tóc cái tay là sao ít cái sao luôn. Đông lắm mà cái mồm nó mồm nó rông rông đặc xịt luôn. Kinh quá. Ngỏ như thế cái bố. Bố nhìn con là biết rồi. Con nhìn cha là biết. Nhìn con là biết cha. Cha. Cái thằng cụt tịt là ai? Bố, thằng cha mình. Thằng cha là ai? Thằng thầy. Lại thằng thầy nói thằng thầy lại thằng thầy là ai? Nói bao nhiêu lần rồi mà cứ vẫn cái tính mô tả đấy. Đi sạch sẽ luôn đi chứ. Đi thì là con này, mọc rồi. Nè. Nãy cái gì này mất rồi. Mất rồi. Ừ. Mít. Mít cái gì mít. Mít kiểu giống thịt bánh vậy nè. Mít kiểu mít là bánh khác thì được ăn. Từ lúc ra cho lúc ăn. Chờ ra này là chờ không biết lúc mô. Tết. Có để ý không mà. Không, là đi có khi tháng 11 được ăn rồi. Ra sớm, xong rồi sau lại à, trước chủ ông. Vì trước là ăn trước, ăn bữa ra sớm ăn rồi. Trước chủ ông đi, cái lò lên khi mà bị gì? Bớt ra. Ôm đi là... Nhắc ra em đã ăn nó xếp. Giữa mà bị mô mà trời đang có cháy nữa rồi. Sớm giờ luôn chứ các bóng bài. Mua đi chứ tao mới mua đó. Con có biết không bà? Bữa cái móng chân hơn tốt tao phải mua không lỡ quá. Đi lên tìm móng tay móng chân đi. Đi lên tìm nó cắt. Làm sạch hết đi, làm sạch hết đi xong rửa thớt. Xong rồi cả không đủ hết hết cho. Xong rồi xong nhá, xong để nó đẻ ra cả lụm lọ xong cả quay vô nữa nhá. À, đi đi đi. Đi. Cùng mắt phóng chân dương trung xuân quay đua mùa quay đua xoa chuẩn vui xoa chuẩn vương lại đẹp lắm xương tối con mày Thank you.
Bye. Được nhờ. Ở đây gì xóa Mình ăn nhiều.
khừ. Thôi để đấy. Con mẩn lúc đi học rồi mà. Trong ba tới mai ở kia. Mai chắc buổi chiều không làm được. Buổi chiều mới xong thì ra bóng với lớp rồi. Lớp thì chủ ra bóng. Thì quay được rồi đó. Đổ lớp thịt ra. Có cơm chưa? Bỏ mì bỏ mả à, bỏ mì bỏ món cho đi cái này bị nổ neo rồi, nổ neo bỏ neo luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thằng ơi! Thằng! Thằng ơi! Vô đây, vô đây! Sai được không? Được. Tầm gì này bỏ mấy cái hộp ấy ra thì có tay mình nấu cơm nó kéo nó kiểu thế đó. Nấu cơm cho mình thấy từ lẽ mình bỏ lên cái nóc nhà mình thấy kiểu như thế. Món đồ xuống đi. Món đồ ra. Nấu gì? Thế nào tí nữa ví dụ ngồi lên cơm nữa. Đặt xe đây này. Không đặt lên cái chỗ đây này. Để thấy được cái màu nghi đang rác mình ăn mình uống chứ ạ. Bật được cho máy lên chứ. Vừa phải sạc vừa phải nữa, dở hơi rồi. Nói chung cứ xử lý răng lên cao cao thì được rồi đẹp. Chứ mấy bữa đi quay tao thì thấy mổ bị nhét không. Đừng có nói mổ. Không nói thì cứ đưa nó nhá. Quay để xe xe đấy là. Nhìn thì đi xe là tí lên máy tính lại gần được. Ừ, nói cho ai mà biết được. Tao thấy bình thường điện thoại nó xa tít, chả thấy mắt mù nó mổ. Tí lên máy tính thì vẫn thấy tốt, nhưng ngồi qua eo nó vẫn không thấy rõ nét như thường. Biết ở giữa trở lên máy tính to trở nhìn gì xa đã mất cái mặt rồi. Với lại kinh máy mình để ra xe nữa lại không bắt được sáng lại cũng ngon rồi. Không. Cầm trước xa là đủ. Cho tí nước vô. Đi sửa lòng. Là cái lòng bình nữa.